xe phụ nha cả nhà. Mới còn rất mới nha. Cái bếp nó nằm máy trong, mình không có soi kỹ được cả nhà. Yeah.
đó, cabin máy lạnh luôn nha. Cái này rất đẹp luôn cả nhà, mà tại vì tối rồi mình không thấy rõ nha. Này zin hết, zin có cái chỗ này nó bị dắt chút xíu à, còn zin hết nha, rất đẹp luôn. Số điện thoại có phần mô tả cả nhà, chi tiết cả nhà cứ gọi trực tiếp bên kho bãi giúp mình nha.